phá hoại chùa tháp, cất dấu của Tam Bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sanh như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, giải, khỉ, vượng, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, hồ, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, không tu hành, chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, dê, trận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc câm ngọng,